Rồi, con giới thiệu về mình nào. Xin chào bà, tôi là Thục Anh. Thục Anh năm nay mấy tuổi rồi? 6 tuổi. À, bạn Thục Anh năm nay 6 tuổi. Hiện bạn Thục Anh đang học cấp đối sư cấp A tại trung tâm Nishima Quảng Bình. Sau đây bạn Thục Anh sẽ tập trung vào tính tư duy một chữ số nhân dòng cho cô nhé. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Chuẩn bị. 3 cộng 6 trừ 4 cộng 2 trừ 7 cộng 1 9 8 1 trừ 4 cộng 5 2 2 5 trừ 9 cộng 1 8 trừ 5 cộng 6 bằng. Giỏi, 30 là đáp án chính xác. Câu số 2 chuẩn bị. 42 cộng 8 3 6 trừ 9 cộng 1 5 trừ 1 bằng. 55. 55 là đoán chính xác. Chuẩn bị câu số 3. 44 cộng 6 2 2 5 trừ 9 cộng 3 6 trừ 5 cộng 7 bằng. 61. 61 là đoán chính xác. Rất tốt, cảm ơn Thục Anh.